Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tình Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 15 Tập 15 xin mời mở bản kinh ra Phẩm thứ hai Phân thân tập hội Bắt đầu xem từ đoạn thứ hai ừ. Nhĩ thời thế tôn Thư kim sắc tí Mà bách thiên vạn ức Bất khả tư, bất khả nghị Bất khả lượng, bất khả thuyết Vô lượng A-tăng kỳ thế giới Chư phân thân địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đảnh Lần trước dẫn đến chỗ này Ý nghĩa ở trong đây rất sâu Từ trong Lời khai thị Của Thế Tôn Chúng ta liền biết Phân thân của Bồ Tát Địa Tạng thật sự là vô lượng vô biên tại vì sao bồ tát phải dùng nhiều phân thân như vậy chúng ta phải nghĩ đến vấn đề này tất nhiên là chúng sanh tạo tác ác nghiệp trong tất cả mười phương thế giới quá nhiều quá nhiều rồi cho nên bồ tát địa tạng phải dùng phân thân để độ hóa đây là biểu thị ý nghĩa này người tạo tác ác nghiệp vô lượng vô biên thế tôn nói tiếp nhi tác thị ngôn ngô ư ngũ được ác thế giáo hóa như thị can cường chúng sanh lệnh tâm điều phục xã tà quy chánh thập hữu nhất thị thượng ác tập tại phật an ủi bồ tát địa tạng bồ tát địa tạng từ bi đến cực điểm cùng chung một đạo lý thích ca mâu ni phật cũng là từ bi đến cực điểm bồ tát phân thân vô lượng vô biên phật lại có khác gì đâu chứ Chúng ta xem thấy trong Kinh Phạm Võng Trăm ngàn ước hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật Mồ Tát Địa Tạng cũng giống như Thế Tôn vậy Chúng ta liền liên tưởng đến Hết thảy chư Phật như Lai Không có vị nào mà không như vậy Cho nên Sự thật này Nói với chúng ta là số lượng phật bồ tát còn nhiều hơn cả số lượng chúng sanh tạo tội nghiệp tâm đại từ đại bi này chúng ta không thể tìm ra ngôn từ nào để tán thán được nhưng chúng sanh thật sự là can cường khó giáo hóa tập khí quá nặng phật bồ tát giáo hóa chúng sanh dạy họ bỏ tà về chánh thập hữu nhất nhị thượng ác tập khí tại hay nói cách khác phật bồ tát độ thoát được bảy tám phần số người được độ thoát như vậy chẳng phải rất nhiều sao bảy tám phần các vị nên biết số người nói ở đây là chúng sanh căng cơ chín mùi người căng cơ chưa chín mùi thì không nói chỉ nói chúng sanh căng cơ chín mùi cũng chính là nói thiện căn phước đức của họ chín mùi rồi phật bồ tát đến tạo tăng thượng duyên cho họ là có ý nghĩa này phần lớn những người này đều có thể tiếp nhận phật pháp y giáo phụng hành nhưng vẫn còn một hai phần số ít người tập khí ác vẫn còn chúng ta xem thấy trong kinh hoa nghiêm có mười loại chúng trong đó liệt kê ra mười loại lớn đến để nghe kinh trong những đoàn thể nhỏ chúng ta có thể nhận biết được trên thực tế trong đạo tràng của chúng ta cũng có thể nhận thấy được nếu họ không có thiện căn phước đức chúng ta giảng kinh ở đây họ làm sao có thể đến nghe được chứ họ nghe cũng rất chăm chú dường như tu hành cũng rất cố gắng nhưng được một lát thì tập khí xấu lại nổi lên những người này là thuộc về một hai phần này Loại người này đời này có thể được độ hay không vậy? Không thể được độ Chỉ là gieo thiện căn mà thôi Nên Phật giao phó Loại chúng sanh này cho Bồ Tát Địa Tạng Phật vẫn chưa có độ hết những người Căng tánh chưa chín mùi này mong muốn Bồ Tát Địa Tạng độ tiếp tục cho đến khi Di Lặc Phật ra đời. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Ngô Diệt phân thân thiên bách ức quản thiết phương tiện. Thích Ca Mâu Ni Phật ở đây đã nói ra rồi. Phía trước là nói tổng quát, chỗ này là nói tỉ mỉ phần căn tánh chúng sanh ra thành bốn loại ba loại phía trước trong bốn loại này đều được độ loại sau cùng là một hai phần này phật nói cụ thể ra cho chúng ta hoặc hữu lợi căn văn tức tính thọ đây là người căn tánh thượng thượng vừa tiếp xúc phật pháp họ liền tin liền tiếp nhận Y giáo phụng hành ngay Nên họ được độ rồi Đây là chúng sanh được độ vào thời chánh pháp Loại thứ hai Hoặc hữu thiện quả Cần khuyến thành tựu Thiện căn phước đức Cũng khá là sâu dày nhưng cũng không bằng hạ người phía trước đó Nếu như chúng ta phân chia Theo ba thời kỳ Pháp dẫn của Phật Thì đây là nhóm người Được độ vào thời tượng Pháp căn tánh họ sáng lẹ hơn nhiều So với chúng ta hiện nay Hoặc hữu ám độn Cửu hóa phương quy Đây là người căng tánh ám độn Ám là không có trí huệ Độn là căn tánh không lanh lợi Đối với loại chúng sanh này Phật không từ bỏ Cửu hóa Nghĩa là dùng thời gian rất dài Để giúp đỡ họ Chúng ta thường nói Thâm nhập một môn Trường kỳ huân tu Họ từ từ mới có thể giác ngộ được Đây là thuộc vào nhóm chúng sanh thời kỳ mạt Pháp Hoặc hữu nghiệp trọng bất sanh kính ngưỡng Đây không phải chỉ người bên ngoài Mà là chỉ tứ chúng đệ tử trong cửa Phật chúng ta Thậm chí là cũng xuất gia, cũng thọ giới Cũng là Pháp sư, cũng đã làm chủ trì rồi. nhưng đối với phật pháp không có lòng kính tin ngưỡng mộ. tuy nhìn thấy tượng phật cũng đánh lễ cũng bái lại, mà tuyệt đối không chịu y giáo phụng hành. đây chính là không có lòng kính tin ngưỡng mộ. có lòng kính tin ngưỡng mộ thì nhất định là y giáo phụng hành. còn họ không chịu làm. phật dạy chúng ta không tham như vẫn cứ tham không bỏ. Phật vì chúng ta không si Nhưng vẫn cứ ngu si như thường Loại này chính là không xin lòng kính tin ngưỡng mộ Vì sao không có lòng kính tin ngưỡng mộ Nghiệp chướng quá nặng Lời Phật dạy Tuy họ có nghe Họ cũng biết nói Nhưng họ có hoài nghi Họ xem trọng lợi ích trước mắt Lợi ích trước mắt Không chịu từ bỏ Không chịu buông xả Cũng tranh danh đoạt lợi Giống như người thế gian vậy Lỗi lầm là ở chỗ này Chúng sanh loại này Như vừa rồi có nói Thuộc vào một hai phần sau cùng Họ tiếp xúc Phật Pháp Gieo các thiện căn trong Phật Pháp Nhưng đời này không thể thành tựu Đây là nhóm sau khi Pháp của Thế Tôn diệt rồi Đến vị Phật kế tiếp Là Di Lặc thành Phật Khi nào Bồ Tát Di Lặc thành Phật vậy? Trên kinh Di Lặc Hạ Sanh Đã nói cho chúng ta biết Là 56 ức 7.000 dạng năm sau thì Phật Di Lặc mới ra đời. Cách tính thời gian này như thế nào vậy? Trên thực tế các vị tính xem không khó, có thể tính ra. Bồ Tát Di Lặc hiện nay ở cung trời đâu xuất? Một ngày ở cung trời đâu xuất là 400 năm nhân gian. Tuổi thọ của thiên nhân cung trời đâu xuất rất dài. Một năm cũng có 365 ngày Dựa theo cách tính này Tuổi thọ của Tứ Vương Thiên Là 500 tuổi Tuổi thọ của Đao Lợi Thiên Là 1.000 tuổi Tuổi thọ của Giả dạ Ma Thiên Là 2.000 tuổi Tuổi thọ của Đông Xuất Thiên Là 4.000 tuổi Thọ 4.000 tuổi Một ngày của họ là 400 năm nhân gian của chúng ta. Bạn cứ như vậy mà tính ra, đại khái là 56 ức 7 ngàn vạn năm. Con số này do người trước đây tính ra, có chính xác hay không không sao cả. Bạn tự mình có thể tính được rồi. Sau một thời gian dài như vậy thì Phật Di Lặc mới xuất hiện ở thế gian. Thời gian không có Phật ở khoảng giữa đó là rất dài, rất dài. Chúng sanh khổ nạn trong khoảng thời gian này thế tôn liền giao phó cho bồ tát địa tạng đại diện cho phật đến độ hóa cho nên khi phật không còn trụ thế thì bồ tát địa tạng là người đại diện cho phật đà vì thế chúng ta xem thấy ở trong pháp hội bồ tát văn thù phổ hiền đều vô cùng cung kính đối với bồ tát địa tạng bởi vì bồ tát địa tạng là đại diện của phật đà Chúng ta xem thấy lễ tiết Ngôn từ của các ngài Không giống như trong những kinh điển khác Các ngài rất cung kính Như thị đẳng bối chúng sanh Các các sai biệt Phân thân độ thoát Ân đức của chư Phật Bồ Tát đối với chúng sanh lớn lao như vậy. Thế gian không có gì sánh bằng Ai có thể sánh bằng Trong mỗi niệm không từ bỏ chúng sanh Căn cơ chín mùi cũng độ Chưa chín mùi vẫn cứ độ Căn cơ chưa chín mùi thì giúp họ chín mùi Nếu đã chín mùi rồi thì nhất định được độ Thời kỳ mạt pháp Chúng sanh căn cơ chính mùi Chính là tịnh độ Người có thể thật sự tin theo những gì Pháp môn tịnh độ dạy Thật thà niệm Phật cầu nguyện giáng sanh Thì đó là những người căn cơ chính mùi Của thời kỳ mạt Pháp Sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Liền bất thối thành Phật Là căn cơ chính mùi Thời kỳ mạt Pháp Chúng sanh căn tánh chưa chính mùi Là những người nào vậy? Người không thể tiếp nhận những gì Tịnh độ dạy Chúng ta ngày nay nhìn thấy Người học thiền học mật Học những pháp môn khác Chúng ta biết rất rõ Vì sao vậy Họ trong đời này nhất định Không có năng lực tự mình đoán phiền não Những pháp môn lớn khác Cũng không ngoại lệ Kiến tư phiền não đoạn rồi Mới có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi thoát khỏi lục đạo nhưng vẫn ở thập pháp giới thập pháp giới vẫn còn ở trong cái dòng lớn vẫn là có giới hạn rồi cần phải đoạn tiếp trần xa phiền não tiến thêm một bước phá một phẩm vô minh mới thoát khỏi thập pháp giới chứng được pháp thân giảng sanh về nhất chân pháp giới phần lớn nhất chân pháp giới đều là ở thế giới hoa tạng như trong kinh hoa nghiêm đã nói khó xưa việc này quá khó quá khó đừng nói đến đoạn kiến tư phiền não mà một phẩm kiến hoặc cũng không dễ dàng được mấy người có thể phá nổi thân kiến của mình Có thể không nghĩ đến sự hưởng thụ Của cái thân này Sau khi phá cửa ải này xong Thì mới phá được một phần kiến hoặc 88 phẩm mà mới phá được một phần Là phải tuyệt đối không có ý niệm gì sự hưởng thụ của cái thân này Mà khởi tâm động niệm Thì bạn mới phá được một phẩm thân kiến Trong 88 phẩm phá được một phẩm Không có tác dụng gì chúng ta từ chỗ này mới biết tu những pháp môn khác thật sự phải là người lợi căn thiện quả như phật nói mới được chúng ta lợi căn thiện quả đều không có vẫn còn một chút thiện căn phước đức nhân duyên như thế này nghe được giáo lý tịnh độ một lòng một giả thành thật niệm phật như vậy mới có thể có được một chút thành tựu đoạn kinh văn này dưới đây là nói về phổ hiện sắc thân đúng như lời trong kinh lăng nghiêm nói cần dùng thân gì để độ thì phật bồ tát liền hiện thân ấy phật bồ tát ở thế gian phàm phu mắt thường chúng ta Không thể nhận biết Nói thật ra Ở thế gian có rất nhiều Rất nhiều Ở trong tầng lớp thấp Của xã hội Đều có Phật Bồ Tát Chúng ta không có tâm cảnh giác cao Cho nên thường hay Đắc tội với Phật Bồ Tát khinh mạng Phật Bồ Tát Xem thường Phật Bồ Tát Tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp mà mình không biết Nhưng Phật Bồ Tát tuyệt đối không trách tội bạn Người hiểu rõ những sự thật này Thì nhất định không dám sanh tâm, khinh mạng Đối với tất cả chúng sanh Sở dĩ chư Phật Bồ Tát thị hiện như vậy Ý nghĩa quan trọng chính là để dạy chúng ta Tu hạnh phổ hiền lễ kính chư phật luôn chân thành cung kính đối với mọi người mọi sự mọi vật để đoạn trừ phiền não cống cao ngã mạng của mình mọi người trong lịch sử ai cũng đều nghe biết Hai vị hàng sơn thập đắc Ở chùa Quốc Thanh Là hóa thân của văn thù phổ hiện Các ngài ở trong chùa làm việc gì vậy? Làm công quả, lạc giặt Như chẻ củi, gánh nước, nấu cơm dưới bếp Có ai xem trọng các ngài không? Phong Can là A-di-đà Phật tái lai Ngài làm gì trong chùa vậy? Giả gạo Làm công việc nặng nhọc trong nhà bếp Phục vụ đại chúng Ở trong tự viện không có người nào xem trọng Ngài Sự thật này đến sau này mọi người mới biết Mới biết hóa ra là Phật, Bồ Tát Chăm sóc chúng ta Mà chúng ta hằng ngày cứ đắc tội với các Ngài Hối hận không kịp rồi đạo tràng chúng ta lẽ nào không có phật bồ tát hay sao có lẽ phật bồ tát đang làm việc ở trong nhà bếp nhưng các bạn không biết hằng ngày còn chê bai các ngài nên phải biết quả thật hóa thân của phật bồ tát thật sự là luôn luôn ở xung quanh chúng ta chỗ này nêu ra mấy thí dụ để nói hoặc hiện nam tử thân hoặc hiện nữ nhân thân hoặc hiện thiên long thân hoặc hiện thần quỷ thân những gì này mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy chúng ta không nhìn thấy họ nhưng họ nhìn thấy chúng ta Họ ở xung quanh chúng ta Vẫn có thể ảnh hưởng chúng ta Trước đây Lão cư sĩ Chu Kính Trụ Kể tôi nghe nhân duyên học Phật của ông Là do ban đêm ông nhìn thấy quỷ Nên mới tin Ông là người học khoa học làm quan cũng rất lớn đối với những chuyện này ông cho rằng mê tín không tin ông tiếp xúc rất nhiều nhưng toàn là nghe người khác kể coi như là nghe kể chuyện mà thôi nên bán tính bán nghi làm sao ngài xin khởi niềm tin chân thật vậy ngài kể tôi nghe Thời kỳ kháng chiến, Ngài ở Trùng Khánh. Mỗi tối chơi bài mạt trượt với những người bạn. Đại khái, đến 1-2 giờ khuya mới trở về nhà. Vào thời đó, là đi bộ chứ không có đi xe. Đèn đường rất xa mới có một cái. Ánh sáng của đèn đường đại khái sáng bằng 20 ngọn nến trên đường trời tối ôm như mực. trên đường ông đi về nhà quãng đường cũng khá dài cũng không có cảm thấy gì ông đói thấy có một người đi ở phía trước không quá xa là một người nữ lúc ban đầu ông cũng không để ý đi đường một lúc thì bỗng nhiên ông nghĩ đến sao cô này một mình đi trong đêm khuya như thế này ông vừa nghĩ vậy thì thấy sợ tóc gáy nhìn lại người nữ đó thì thấy có nửa thân trên mà không có chân lúc này ông mới hoảng sợ vì nhân duyên này ông mới đến học phật thật sự học phật rồi sau khi học phật ông nói có lẽ là quan âm bồ tát hóa thân hoặc hiện thân quỷ thần nếu không phải do chính mắt mình nhìn thấy đích thân gặp phải thì cho dù người nào nói thì ông cũng bán tính bán nghi Giống như nghe kể chuyện vậy Nhờ thấy như vậy Ông mới bước vào cửa Phật Kinh văn phía dưới Hoặc hiện sơn, lâm, xuyên, nguyên Hà, trì, tuyền, tỉnh Lợi cặp ư nhân Tất giai, độ thoát Đây là hiện thân Vô tình Khi bạn đi dạo chơi Hiện tại Khắp các nơi Mọi người đều đề xướng Đi tham quan du lịch Bạn đi du ngoạn Nhìn thấy những cảnh sắc núi sông Cây cối hoa cỏ này Nếu sau khi nhìn thấy liền có cảm ngộ Thì đó đều là do chư Phật Bồ Tát biến hiện ra Tại vì sao người khác nhìn thấy không khai ngộ Còn bạn nhìn thấy thì khai ngộ chị Cho nên một người khai ngộ không nhất định là do nhân duyên gì Phạm điều gì giúp bạn khai ngộ Bất luận là người, là sự hay là nhật thì không có cái nào không phải là do Phật Bồ Tát gia trị Sau đó bạn mới biết Phật Bồ Tát không những thị hiện thân hữu tình Ở xung quanh bạn Mà còn thị hiện thân vô tình Chúng ta nói năng Thân thể tạo tác Khởi tâm động niệm thậm chí là chính mình không biết mình là ngu tối ngu si tối tâm chậm lục chính mình còn không biết chư phật bồ tát biết rất rõ ràng rất minh bạch cổ nhân có nói là trên đầu ba thước có thần minh lời nói này không hề giả dối Số lượng quỷ thần nhiều, số lượng Phật Bồ Tát còn nhiều hơn. đều là đại từ đại bi. Niệm niệm không ngoài diệt cảm hóa chúng ta, khiến cho chúng ta quay đầu là bờ, sớm thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Không tạo tác tất cả tội nghiệp nữa. Phạm là những gì lợi ích cho chúng sanh Đặc biệt là có lợi cho chúng sanh khai ngộ Lợi cho chúng sanh giải thoát Chúng ta biết Đều là do Phật Bồ Tát gia trị Phật Bồ Tát không có nơi nào mà không hiện thân hoặc hiện thiên đế thân hoặc hiện phạm vương thân chúng ta đọc đến câu này thì không nên xem thường tín đồ tôn giáo khác chúng ta đối với hết thảy mọi tín đồ tôn giáo đều phải cung kính phải có tâm cung kính có thái độ cung kính không có khác gì đối với phật bồ tát vì sao vậy hạng chúng sanh đó phật không độ họ được vì họ tin vào thượng đế nên phật bồ tát liền hiện ra thân thượng đế để độ họ chẳng phải là sự việc giống nhau hay sao không có gì khác biệt cả chẳng qua là họ đi đường vòng mà thôi trước tiên phải sanh thiên sau đó mới học phật chúng ta hiện nay đã học phật vậy là thù thắng hơn họ nhiều rồi họ phải đi đường vòng họ không cung kính đối với chúng ta là đương nhiên rồi vì họ không hiểu mà họ có thành kiến họ có chấp trước họ bại xích chúng ta đối với họ không thể không cung kính chúng ta biết trên trời hai cõi nhân gian phật bồ tát hóa thân vô lượng vô biên thiên đế người trung quốc gọi là ngọc hòa đại đế là được đạo giáo sùng bái phương tây có một số tôn giáo gọi là Thượng Đế Đại khái đều là vua trời đao lợi Phạm Vương Đại Phạm Thiên Vương Ở Ấn Độ có một số tôn giáo Họ sùng bái Đại Phạm Thiên Hoặc hiện chuyển luân vương thân Phước báo của vua chuyển luân rất lớn đây là thuộc về cõi người phước báo lớn nhất của cõi người là vua chuyển luân thời cận đại của chúng ta trong một số bài báo khoa học viễn tưởng thường hay đưa tin có vật thể bay không xác định ngoài hành tinh xuất hiện trên trái đất của chúng ta có rất nhiều bài báo dạng này rất nhiều thậm chí là còn nói có người ngoài hành tinh luân bảo của luân vương nó thật ra vô cùng giống đĩa bay đây là công cụ giao thông cũng là vũ khí của họ những người này mặc dù là có lái đĩa bay đến trái đất của chúng ta họ có phải là vua chuyển luân không chưa chắc là người do vua chuyển luân phái đến nơi này để tuần tra xem nhất định không phải vua chuyển luân làm sao biết vậy vua chuyển luân từ bi đối với tất cả chúng sanh nhất định không làm tổn hại cho nên chúng ta nếu như xem nó là công cụ giao thông của Luân Vương Thì họ nhất định là sứ giả của Luân Vương Là giống như chúng ta hiện nay Phái người đi thám hiểm ngoài vũ trụ vậy Người Mỹ thám hiểm vũ trụ rồi Người Nga cũng đi rồi Tuyệt đối không phải là Tổng thống Mỹ Hay Tổng thống Nga Không phải là phái người đi mà thôi Đây là điều chúng ta có thể tưởng tượng được. Hiện thân vua chuyển luân. Hoặc hiện cư sĩ thân, hoặc hiện quốc vương thân, hoặc hiện tế phụ thân. Tế phụ là làm quan, tức là đại thần. Chúng ta gọi là đại thần, hiện nay gọi là tổng lý, thủ tướng, bộ trưởng, ở đây gọi là tế phụ hoặc hiện quan thuộc thân đây chính là cán bộ quan chức thông thường đây là thân phận của người tại gia hoặc hiện tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di thân đây là thị hiện thân phận học phật bởi vì ở đây có ưu bà tắc ưu bà di phía trước có cư sĩ ở trong đây có sự khác biệt Chữ cư sĩ đó Không nhất định là học Phật Họ là những người tại gia Có học vấn có đạo đức Không có ra làm quan Chỗ này có một chút khác biệt như vậy Nãy chí thanh văn La hán bích chi Phật Bồ tát đẳng thân Nhi dĩ hóa độ phi đảng Phật thân đọc hiện kỳ tiền Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện lần này là dùng thân Phật Thể hiện Thích Ca Mâu Ni Phật ngoài dùng thân Phật Thể hiện ra còn thể hiện đủ dạng thân khác nhau trăm ngàn muôn ức ứng hóa thân đều ở thế gian của chúng ta chúng ta muốn hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật hiện nay có còn hay không? Đương nhiên còn. Nhưng không phải dùng thân Phật xuất hiện. Phạm phu chúng ta cho rằng Thích Ca Mâu Ni Phật đã diệt độ rồi. Diệt độ là thân tướng Phật diệt độ. Nếu như Ngài là hiện thân người nam, thân người nữ, thân trời rồng, thân quỷ thần, thân cư sĩ, thân tể quan, thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, chúng ta làm sao biết được chứ? có mọi lúc ở mọi nơi ở trong lịch sử chúng ta chỉ biết trí giả đại sư là thích ca mâu ni phật tái lai ngài hiện là thân tỳ kheo đây là thân phận để lộ ra cho mọi người biết còn thân phận hoàn toàn không để lộ ra thì quá nhiều quá nhiều rồi thân phận để lộ ra chỉ là một vài phần dạng mà thôi tuyệt đại đa số là không để lộ thân phận nếu thân phận thường hay để lộ sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đối với sự hoàn truyền phật giáo bất lợi cho việc giáo hóa chúng sanh chỉ thỉnh thoảng lộ ra một chút Điều này chúng ta nhất định phải biết Cho nên đối với tất cả mọi người Phải thường giữ tâm cung kính Thái độ của chúng ta Phải thường giữ tâm hoan hỷ Phải hiểu được đạo lý này Chư Phật Bồ Tát Không gì nào là không như vậy Xin xem tiếp kinh văn phía dưới Nhữ quán Ngô lụy kiếp cần khổ độ thoát Như thị đẳng năng hóa can cường Tội khổ chúng sanh Thích Ca Mâu Ni Phật Thể hiện Làm tấm gương cho Bồ Tát xem Dạy Bồ Tát Bồ Tát phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân Liền có năng lực biến hóa ra Trăm ngàn muôn ước hóa thân Cần phải học Phật quản độ chúng sanh Bồ Tát viên giáo sơ trụ Bồ Tát biệt giáo sơ địa Là có thể tùy loại hóa thân Chúng ta Ở trong Kinh Lăng Nghiêm Xem thấy Bồ Tát Quan Thế Âm Các vị nhất định phải biết Trong Kinh Lăng Nghiêm nói Quan Âm Bồ Tát Là Bồ Tát Sơ Trụ Không phải Bồ Tát Đẳng Giác Ngài kể quá trình tu hành của mình Đem lý luận Và phương pháp căn cứ Để tu hành Đem ra báo cáo cho mọi người biết Công phu của Ngài là Phản văn văn tự tánh Tánh thành vô thượng đạo Phá một phẩm vô minh Sau khi kiến tánh xong Ngài liền có năng lực Biến hóa ra 32 ứng thân Nên chúng ta ở trên hội lăng nghiêm Xem thấy quan âm là Bồ Tát sơ trụ Là phát tâm trụ Tâm Bồ Đề vừa mới phát ra Liền có năng lực lớn như vậy Trên Kinh Hoa Nghiêm xem thấy Bồ Tát Quan Thế Âm Chỗ này sau này sẽ nói đến 53 lần tham vấn của thiện tài đồng tử Tham vấn Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Thế Âm là đại biểu cho quả vị thất hồi hướng Là Bồ Tát thất hồi hướng phẩm phổ môn trong kinh pháp hoa là bồ tát quan âm đẳng giác bồ tát giống như phổ hiền trong hoa nghiêm nói vậy có đạo tiền có đạo vị đạo tiền là trước khi chứng đẳng giác có thể nói từ quả vị sơ tính Đến pháp dân địa Gọi là đạo tiền Đẳng giác Là đạo vị Sau khi thành Phật Lái ngược thuyền từ Dùng lại thân Bồ Tát Để độ hóa chúng sanh Đó là như Thế Tôn chỗ này nói Không nhất định là hiện thân gì Họ có năng lực cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới chúng sanh có cảm họ liền có ứng cảm của chúng sanh có hiển có ẩn hiển là gì có tâm cầu phật bồ tát ẩn là gì cái ý niệm mình cầu phật bồ tát đó ngay cả mình cũng không biết điều này rất kỳ lạ tại vì sao mình cầu phật bồ tát đến giúp đỡ mà mình vẫn không biết Nói thật ra Là thiện căn phước đức của chính mình Đã chín mùi rồi Mà mình không biết Nhưng thực sự chín mùi này Của bạn đã cảm động Chư Phật Bồ Tát rồi Nên chư Phật Bồ Tát Nhất định ứng hóa Đến làm tăng thượng duyên cho bạn Đến giúp đỡ bạn Đến thành tựu cho bạn bạn không tìm các ngài, các ngài đến tìm bạn trong kinh vô lượng thọ nói làm bạn không mời của tất cả chúng sanh bạn không thỉnh ngài ngài cũng tự đến bên dưới đây là thế tôn giao phó cho ngài kỳ hữu vị điều phục giả tùy nghiệp báo ứng nhược đọa ác thú thọ đại khổ thời Nhữ đương ức niệm Ngô tại đau lợi thiên cung Ân cần phó chúc Lệnh xa bà thế giới Chí di lạc xuất thế Dĩ lai chúng sanh Tất sử giải thoát vĩnh ly chư khổ Ngộ Phật thọ ký Thích ca mâu ni Phật Tại cung trời đau lợi Đem diệt độ hóa chúng sanh Ủy thác cho Bồ Tát Địa Tạng rất rõ ràng minh bạch như vậy. Những người đã từng ở trong thời gian giáo hóa của Thế Tôn, kể cả thời kỳ mạt pháp, cũng chính là nói ở trong thời pháp vận 12.000 năm của Thích Ca Mâu Ni Phật đã từng nghe danh hiệu Phật đã từng thấy tượng Phật Phật còn tại thế Nhìn thấy Phật Phật không còn tại thế Thì thấy qua hình ảnh của Phật Tượng điêu khắc cũng được Ảnh vẽ cũng được Hoặc giả nghe qua danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật Thấy qua tam bảo trên hình tượng Bất luận tam bảo này là thật hay là giả là có tu hay là không tu cũng không có sao chỉ cần bạn tiếp xúc qua là đã gieo thiện căn rồi tuy là gieo thiện căn nhưng tập khí nghiệp ác của họ rất nặng người có thiện căn sâu dày thì sẽ sanh một chút tâm cung kính nhưng không chịu y giáo phụng hành người thiện căn mỏng có một số người không những không sanh tâm cung kính lại còn sanh tâm phỉ bán cái gì nên biết chúng ta mới học phật bị một chút phỉ bán thì có đáng gì chứ chư phật như lai ứng hóa ở thế gian này bị gặp chuyện phỉ bán quá nhiều quá nhiều rồi Phật không để nó ở trong tâm Đây là điểm chúng ta cần phải học tập Bị gặp phải mọi thứ phỉ bán làm nhục Chúng ta thấy chúng sanh tạo tội nghiệp Thì phải sanh tâm thương xót Bạn làm sao có thể trách họ được chứ Làm sao có thể quở trách họ Nếu như sau đó sanh một niệm báo thù Thế thì bạn hoàn toàn sai rồi bạn phải biết họ ngu si họ không có trí huệ tập khí phiền não của họ quá nặng tạo tác nghiệp ác thương xót còn không hết chứ đâu thể quở trách được chứ đây là chư phật bồ tát thị hiện cho chúng ta xem vậy chúng ta nên học tập như thế nào nhưng người tạo tội nghiệp nhất định đọa địa ngục nhược đọa ác thú thọ đại khổ thời đây chính là đọa địa ngục tạo tội nghiệp ở trong phật pháp phía dưới đây là lời dặn dò của thế tôn nhữ đương ức niệm nhữ là chỉ bồ tát địa tạng Lời này là nói đối với Bồ Tát Địa Tạng Ông phải nên nghĩ đến Ngô là Thích Ca Mâu Phật tự xưng hô Thế Tôn ở cung trời đau lợi Hôm nay ân cần căn dặn Đem sự việc này giao phó cho ông Lệnh sa bà thế giới Chí di lạc xuất thế dĩ lai chúng sanh Đây không phải là chúng sanh thông thường Họ đều là những chúng sanh Gặp được Phật Pháp Tạo tội nghiệp Ở trong tam bảo Đây là điểm chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng Cũng chính là một hai phần Mà phía trước đã nói Số lượng ở trong một hai phần là quá nhiều, quá nhiều. Cho đến trước khi Di Lặc Phật ra đời, khoảng thời gian này là 56 ức 7 ngàn dạng năm. Đây là con số người xưa nói. Tất sự giải thoát Vĩnh ly chưa khổ Ngộ Phật thọ ký Bồ Tát Địa Tạng dùng pháp môn gì vậy? Xin thưa với các vị Đều là dùng pháp môn niệm Phật Thời kỳ mà Pháp Tập khí nghiệp chướng của chúng sanh rất nặng Tôi những pháp môn khác nhất định không thể thành tựu Tuy đó là pháp môn bình đẳng Không có cao thấp nhưng căn tánh chúng sanh không giống nhau, tập nhiễm khác nhau, tu học những pháp môn khác khó, pháp môn niệm phật dễ dàng. Chúng ta ở phần trước xem thấy thánh nữ bà La môn, phía sau nói là quan một nữ đều tu pháp môn niệm phật. Chỉ có pháp môn niệm Phật Giáng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Mới thật sự giải thoát Dĩ nhiên thoát khỏi các nỗi thống khổ Gặp được a di đà Phật thọ ký cho bạn Những điều này đều là sự thật Nhĩ thời Chư thế giới phân thân địa tạng Bồ Tát Cộng phục nhất hình Thế lệ ai luyến đây là nói Bồ Tát Địa Tạng tiếp nhận Sự giáo phó của Thích Ca Mâu Ni Phật Và tình hình cảm động lúc đó Vô lượng phân thân Có thể hợp thành một thân Bạch Kỳ Phật Ngôn Ngã tùn cửu viện kiếp lai Mong Phật tiếp dẫn Sử hoạch bất khả tư nghị Thần lực cụ đại trí huệ Những lời nói này Là lời cảm ơn Chúng ta phải thể hội được ý nghĩa này Tri ân báo ân bồ tát địa tạng có thành tựu như vậy ngài nghĩ đến lúc ban đầu ngài cũng là phàm phu từ phàm phu mà tu thành ngài được chư phật bồ tát giúp đỡ hộ trì cho nên ngài mới thành tựu mới có thành tựu như thế này niệm niệm không quên gốc. Kinh văn này là dạy chúng ta những điều này Thân của chúng ta có được từ cha mẹ Cha mẹ sinh ta ra Nuôi dưỡng ta Chúng ta khi trưởng thành rồi Lớn không thành người rồi Được mấy người có thể nghĩ đến ân đức đó Của cha mẹ mình chứ Cầu học sự nghiệp học thành tựu rồi Cầm được học vị rồi Được mấy người nghĩ đến Ân đức của Thầy Ở trên kinh Đại Mát Nhã Phật nói Bồ Tát Nhị Địa Có tám môn học tu chủ yếu trong đó có một môn là tri ân báo ân Các vị phải biết Bồ Tát nhị địa là miễu pháp Nhị địa tu tri ân báo ân Vậy sơ địa có tu hay không? Thập hồi hướng có tu hay không? Thập hạnh có tu hay không? Thập trụ có tu hay không? Quả vị thập tính có tu hay không? Thấy đều phải tu kinh hoa nghiêm nói với chúng ta là lời chân thật một cấp bậc là tất cả cấp bậc tất cả cấp bậc là một cấp bậc cho nên chúng ta từ trong kinh hoa nghiêm có thể học được đại pháp viên mãn những gì mà mỗi vị bồ tát biểu hiện phía sau chúng ta có thể nhìn thấy ba mươi mấy loại thật chúng những thần chúng đó đều là Bồ Tát Vừa mới nói rồi Cần dùng thân quỷ thần Ngài liền hiện thân quỷ thần Đồng nam đồng nữ Hơn 170 chúng Đều là Phật Bồ Tát hóa thân Đều là hiển bày ra Dạng đức dạng năng Trong chân như bổn tánh của chúng ta Phổ hiền là biểu thị cho tướng chung còn những chúng này là biểu thị tướng khác biệt trong chung có riêng trong riêng có chung chung là một riêng là nhiều một tức là nhiều nhiều tức là một một nhiều không hai chúng ta ở phần trước xem thấy hai mươi vị bồ tát pháp biểu trưng mười vị phía trước là bồ tát cùng tên Mười vị phía sau là Bồ Tát khác tên Dụng ý của các ngài ở chỗ nào vậy? Nói cho chúng ta biết Giống là giống ở trong khác Khác là khác ở trong giống Giống và khác không hai Hiển thị ra tâm tánh chúng ta Là dạng đức dạng năng Dạng không phải là con số trí huệ đức năng trong tâm tánh là vô lượng vô biên sau đó mới biết toàn bộ kinh hoa nghiêm là nói điều gì là nói thể tướng tác dụng ở trong tự tánh của mình chứ không phải nói gì khác toàn bộ kinh hoa nghiêm hóa ra là nói chính mình Tất cả ngàn kinh giảng luận ngoài hoa nghiêm là nói khác biệt. Cũng như hoa nghiêm là chung, tất cả kinh luận là riêng. Riêng là riêng trong chung, chung là chung trong riêng. Là một không phải hai. Sau đó bạn từ cơ sở này, bạn lại tư duy tiếp tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Bạn như vậy mới có thể giải được viên mãn Giải viên mãn rồi Bạn mới tu viên mãn Mới chứng viên mãn được Đây là mục tiêu cuối cùng của giáo dục nhà Phật Tiền sinh Phương Đông Mỹ nói là Sự hưởng thụ cao nhất của đời người Một chút cũng không sai Tôi được một chút lợi ích nên tôi niệm niệm không quên đối với ân đức của thầy phật pháp thù thắng vô song vi diệu hàng đầu trong thế gian và suốt thế gian nếu như không có cao nhân chỉ điểm thì bạn sao có thể nhận biết được tôi đời này học phật không có ý mong cầu Cái cảm ứng này là cảm ứng âm thầm Chứ tôi không có tâm mong cầu Chắc có lẽ là thiện căn trước đây chín mùi Sở dĩ tôi gặp được những lão sư này Chắc là do Phật Bồ Tát quá hiện Phương pháp các ngài dạy tôi không giống như dạy cho người khác tôi học triết học với lão sư phương lão sư đem phật pháp giới thiệu cho tôi nói với tôi triết học kinh phật là đỉnh cao của triết học thế giới thầy dùng phương pháp này giới thiệu cho tôi thầy dạy học ở trong trường không có đem điều này truyền dạy cho học sinh thông thường. Sau khi tiếp xúc Phật Pháp, tôi có duyên gặp được Đại sư Chương Gia. Cái nền tảng này của tôi là do Đại sư Chương Gia định đặt. Đại sư Viên Tịch cũng là vì tôi. Tôi biết rất rõ bởi vì nếu thầy không viên tịch Thì tâm học Phật của tôi sẽ không được khẩn thiết như vậy Thầy đi như vậy rồi Tôi mất đi chỗ dựa Tôi cùng với Phật sống Cam Châu Dựng lều nơi lò thiêu của Ngài Tôi ở đó ba ngày ba đêm Suy nghĩ rất tỉ mỉ Rất nghiêm túc theo học đại sư ba năm Thầy đã dạy tôi những gì Tôi hồi ức sắp xếp lại Những gì mà trong ba năm Thầy đã chỉ dạy Tôi rất cảm kích thầy Đã đặt nền móng tốt vững vàng Vì sao gần gũi lão sư Lý Bỉnh Nam Mười năm mới có chút thành tựu Người gần gũi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Quá nhiều, quá nhiều tại vì sao không thể thành tựu gì không có nền tảng nền tảng của tôi trong ba năm này đã đạt được rồi tôi học phật có hai vị thầy phật pháp và một vị thầy pháp thế gian rất đơn giản tôi luôn giữ thái độ của một người học trò y giáo phụng hành không làm trái lại lời giáo huấn của thầy. Tuân theo sự hướng dẫn của thầy mà làm. Ở trong Phật pháp gọi là sư tư đạo hiệp. Chúng tôi giảng kinh dạy học. Nhất định thờ hình ảnh của lão sư ở bên cạnh. Hiện trường này của chúng ta cũng có lão sư chứng minh Lão sư chỉ dạy chúng tôi Nếu như không có sự hộ pháp đắc lực Cũng không thể thành công Hàng quán trưởng hộ trì 30 năm Chúng tôi treo hình bà ở đối diện Mỗi khóa giảng có bà tham dự Bà nhìn thấy Tinh thần của bà quả thật hiện diện Trong đạo tràng của chúng ta trong phòng học này của chúng ta chư phật bồ tát đều có mặt chúng ta dùng tâm thái như thế nào để học tập cảm ơn đội đức chúng ta biết trong đời này nhất định thành tựu được chư phật hộ niệm long thiên ủng hộ thì đâu có lý nào không thành tựu chứ hàng quán trưởng có huệ nhãn chứ không phải người thông thường bạn xem lần trước pháp sư hàn quốc đến nơi này sư nhìn thấy bức hình này nói rằng đó là bồ tát quan âm tái lại bà giao công việc hộ pháp lại cho cư sĩ lý mộc nguyên Cư sĩ Lý Mộc Nguyên không cô phụ tâm nguyện của bà Lần đầu tiên Cư sĩ Lý đến thư viện Ở Đài Bắc Viện trưởng hàng tặng ông một bộ Tây Phương Tam Thánh Là giao Phật bảo cho ông rồi Lần thứ hai ông đến Bà tặng ông một bộ đại tạng kinh Vậy là pháp bảo cũng giao cho ông rồi Sau khi bà giảng sanh xong Chúng tôi những người này thấy đều đến nơi đây Vậy là giao tăng bảo cho ông rồi Ông phải gánh vác trách nhiệm hộ pháp Cho nên mới có nhân duyên thù thắng như vậy Chúng ta ở thời đại Tai nạn khủng khiếp này Mà có thể giảng Kinh Hoa Nghiêm ở đây Thật là việc không dễ dàng Bạn nên biết giảng bộ Kinh này Thì người ở nơi này phước báo lớn cỡ nào Thiện căn lớn cỡ nào Nếu như thiện căn phước đức nhân duyên không hoàn toàn đầy đủ Thì Pháp hội này nhất định không thể khai giảng thành công được Cho nên Pháp hội này có thể thiết lập ở đây là nhờ tất cả chư Phật như Lai hộ niệm long thiên thiện thần bảo hộ trong tâm chúng tôi biết rất rõ rất sáng tỏ cho nên không được quên ân cha mẹ không được quên ân sư trưởng phật dạy chúng ta trên đền bốn ân nặng bốn ân nặng này là ân cha mẹ ân thầy tổ tam bảo là ở trong ân thầy tổ tam bảo là thầy của chúng ta ân quốc gia ân chúng sanh quốc gia bảo vệ chúng ta khiến chúng ta an cư lạc nghiệp chúng sanh là chúng ta không thể xa rời xã hội rời khỏi đại chúng để sống độc lập được thức ăn đồ uống y phục của chúng ta đều phải dựa vào biết bao nhiêu người canh tác gieo trọng chế tạo phải thường xuyên nhớ nghĩ làm sao để báo ân đây chăm chỉ học tập thực sự đoạn phiền não khai trí huệ làm Phật làm Bồ Tát giống như Bồ Tát Địa Tạng vậy. Đây mới thực sự là trên đền bốn ân nặng dưới cố khổ ba đường. Bồ Tát Địa Tạng làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta phải học tập Bồ Tát Địa Tạng học rất giống Phật. Bạn xem dưới đây ngài nói ngã sở phân thân biến mãn bách thiên dạng ức hằng hà xa thế giới mỗi nhất thế giới hóa bách thiên dạng ức thân mỗi nhất thân độ bách thiên dạng ức nhân lệnh quy kính tam bảo vĩnh ly sanh tử chí niết bàn lạc phật độ hóa chúng sanh phân thân như vậy độ thoát như vậy Bồ Tát Địa Tạng biểu diễn rất tốt Đích thực là học trò giỏi của Phật Ngài cũng giống như Phật vậy Phân thân ra khắp hàng hạ xa thế giới Không từ gian nan độ thoát vô lượng vô biên chúng sanh ba câu sau cùng này là nói thành tích độ thoát chúng sanh của ngài việc thứ nhất là nhất định phải giúp chúng sanh quy y tam bảo Kính tinh ngưỡng mộ tam bảo Đây là giai đoạn thứ nhất Tiếp dẫn quảng đại chúng sanh Quy y tam bảo Chưa chắc có thể liễu sanh tử Ra khỏi tam giới Sự thật này mọi người biết rất rõ Bao nhiêu người quy y rồi Nhưng tập khí thói xấu Vẫn không sửa không chịu chăm chỉ tu hành Giai đoạn thứ nhất Đó là người nghiệp chướng sâu nặng Họ vẫn chưa nghĩ đến liễu sanh tử Cho rằng sáu nẻo luân hồi vẫn khá tốt Không chịu xả ly sáu nẻo luân hồi Ngu si tối tâm Người căng tánh sáng lẹ Họ hiểu rõ rồi Lục đạo là khổ tam giới thấy đều khổ 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 Hỏi khổ hành khổ Tam giới thấy đều khổ Họ biết Nên hạ quyết tâm Muốn thoát khỏi biển khổ Vậy là Ra khỏi tam giới Vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử trong sanh tử có hai loại sanh tử người biết được cũng không nhiều một loại là phần đoạn sanh tử là cái thân này của chúng ta một loại khác gọi là biến dịch sanh tử rất ít người biết đến đoạn dứt sanh tử của thân chúng ta thoát khỏi sáu cõi luân hồi làm được rồi a la hán biết chi phật làm được rồi biến dịch sanh tử thì phiền phức hơn Mãi cho đến Bồ Tát Đẳng Giác của viên giáo Biến dịch sanh tử vẫn chưa hết Biến dịch sanh tử đoạn hết rồi Chứng được Phật quả của viên giáo Bồ Tát Địa Tạng giúp là giúp đến cùng chứ không phải giúp bạn một giai đoạn không phải giúp đến giữa đường rồi thói tâm mà giúp mãi cho đến cùng chúng ta hôm nay ở chỗ này học kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện là có duyên với bồ tát địa tạng ở trong đây có mật ý mật ý là gì chỉ dạy chúng ta phải phát tâm học bồ tát địa tạng phải phát tâm làm bồ tát địa tạng thánh nữ bà la môn quan một nữ là tấm gương tốt của chúng ta nếu như chúng ta đọc kinh này mà thấy cảm động thật sự cũng phát nguyện này chúng ta đến tận cùng kiếp dị lai Độ thoát tất cả chúng sanh khổ nạn. Chúng sanh không thành Phật thì ta không thành Phật. Vì bạn hiện nay chính là Bồ Tát Địa Tạng rồi. Bồ Tát Địa Tạng được xưng là Đại nguyện. Bạn phải phát cái đại nguyện này. Bạn sẽ được chư Phật hộ niệm. Hết thảy Bồ Tát cung kính dây quanh Chúng ta phải học tập ở chỗ này Chỉ niết bàn là Lìa khổ được vui vĩnh viễn thoát khỏi Sanh tử là giúp chúng sanh lìa khổ Phía sau là được vui Niết bàn là niềm vui thanh tịnh Cứu cánh viên mãn mời xem kinh văn bên dưới đảng ư phật pháp trung sở vi thiện sự nhất mau nhất đế nhất xa nhất trần hoặc hào phát hứa ngã tiệm độ thoát xử hoạch đại lợi cho nên người xưa thường khuyên bảo chúng ta chế cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm việc này là việc thiện nhỏ ta làm nó để làm gì chứ đây là quan niệm sai lầm của chúng ta chớ cho là ác nhỏ rồi cứ làm đây là việc ác việc này không đáng kể gì việc này có gì lớn đâu có thể làm là sai rồi các chị nên biết việc thiện nhỏ như sợi tóc cũng trùm khắp hư không pháp giới trái lại việc ác nhỏ như sợi tóc cũng trùm khắp hư không pháp giới đừng nói những báo ứng khác việc ác này nhất định chứa ngại tánh đức của bạn vậy thì phiền phức rồi bạn không thể minh tâm kiến tánh phật bồ tát từ bi biết bao chỉ cần bạn có việc thiện nhỏ như sợi tóc cũng có thể cảm động các ngài các ngài đến phù hộ bạn đến giúp đỡ bạn từ đó cho thấy thiện không thể không tu ác không thể không đoạn Pháp hội hôm nay của chúng ta Là gì? Cửu Hoa Sơn Mà giảng Đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng Nhưng bằng ghi âm của chúng ta Được lưu thông ra toàn thế giới Thì số người tham dự Pháp hội này của chúng ta Không thể nghĩ bà Mắt thường của chúng ta có thể nhìn thấy được Những người này Chứ không thể nhìn thấy chúng Bồ Tát Chúng thanh văn, chúng duyên giác Chúng quỷ thần trong lục đạo Mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy Còn có điểm thù thắng hơn Chúng ta xem thấy ở trong bộ kinh này có tất cả chư Phật như Lai Mười phương đều tham gia Pháp hội này của chúng ta Có thù thắng giống như Pháp hội Cõi trời đau lợi hay không Xin thưa với các vị nhất định không khác Người thế gian chúng ta nhìn thấy Chúng ta không có phước báo Giảng đường này nhỏ như vậy Sơ xài như vậy nhưng thiên nhân nhìn thấy đạo tràng này được xây bằng bảy báo đây là tòa sư tử vô cùng trang nghiêm tướng tùy tâm chuyển một chút cũng không phải giả cho nên chỉ cần sau khi hiểu rõ triệt để, để những đạo lý chân tướng sự thật này rồi giống như hôm qua lời trong kinh hoa nghiêm nói thì chúng ta mới thật sự biết tự ái tự trọng. Chỉ có người mê mất tự tánh mới tự chà đạp mình. Không tự ái, không tự trọng, chà đạp chính mình. Từ chỗ này chúng ta cũng hiểu rõ Giải là vô cùng quan trọng Giải là giúp bạn phá mê khai ngộ sau khi ngộ rồi khởi tu thì công phu tu hành đó sẽ đắc lực lợi ích sẽ rất rõ rệt phải nhớ kỹ câu kinh văn này duy nguyện thế tôn bớt dĩ hậu thế ác nghiệp chúng sanh vi lự như thị tam bạch phật ngôn duy nguyện thế tôn bớt dĩ hậu thế ác nghiệp chúng sanh vi lự thế tôn xoa đỉnh đầu của bồ tát địa tạng xoa đầu an ủi ngài đem sứ mệnh độ hóa chúng sanh giao cho ngài Bồ Tát Địa Tạng không cô phụ những gì mà Thế Tôn đã giao phó Chỗ này chúng ta xem thấy Ngài cũng an ủi Thế Tôn Cuối xin Thế Tôn đừng lo lắng Đừng bận tâm nữa Việc giao phó cho Ngài Ngài nhất định sẽ làm được Nói như vậy đến ba lần Là ba lần Thận trọng Chân thành như vậy Nhất định là Y giáo phụng hành Nhĩ thời Phật tán Địa tạng Bồ Tát ngôn Thiện tai thiện tai Ngô trợ nhữ hỷ Nhữ năng thành tựu Cửu viễn kiếp lai Phát hoàng thệ nguyện Quảng độ tương tất Tức chứng bồ đề Bồ Tát an ủi Thế Tôn Thế Tôn cũng tán thán Bồ Tát Thiện tai, thiện tai Hai lần thiện tai Thiện tai chính là chúng ta Hiện nay nó là quá tốt, quá tốt Ý nghĩa ở trong đây Ngài hiểu được Tâm ý của Phật Y giáo phụng hành Nhớ kỹ Tuân thủ Lời giáo huấn của Phật Đây là thiện tai thiện tai Lại có thể phân ra Vô lượng thân Giáo hóa tất cả chúng sanh can cường khó giáo hóa này Tuy chúng sanh tu được một chút thiện, một chút phước chỉ bằng mấy lông Bồ Tát nhìn thấy đều sanh tâm hoan hỷ. Việc thiện cực nhỏ cũng có thể cảm động chư Phật Bồ Tát. việc thiện nhỏ chúng ta còn không bỏ qua huống hồ là thiện lớn các vị nên biết bản thân bạn tu thiện ở trong phật pháp có câu nói một người thành phật thì tổ tiên chính đời được sanh thiên Lời nói này là thật, không phải giả Tuy tổ tiên của bạn qua đời rồi Đó vào trong đường ác Cũng siêu sanh Không có khác gì so với trên kinh địa tạng nói Người làm con cái thành tâm thành ý tu phước Thì những người thân quyến thuộc đã qua đời này Thấy đều được lợi ích chúng ta muốn độ oan gia trái chủ thì nhất định phải chăm chỉ nỗ lực tu học chỉ có khi mình có thành tựu chân thật rồi thì mới có thể độ được oan gia trái chủ nhiều đời bản thân bạn không có sự tu trì chân thật thì không được đó là giả không phải thật Bố thí Cần bố thí trong thanh tịnh Thì phước báo lớn nhất Bố thí còn muốn danh vọng lợi dưỡng Thì phước báo đó là nhỏ Nhỏ nhưng Bồ Tát cũng quan hỷ Việc thiện cực kỳ nhỏ Họ cũng không bỏ qua Chúng ta xem thấy ở trên kinh Việc thiện nhỏ còn không bỏ qua Huống hồ là việc thiện lớn Bố thí trong thanh tịnh Những chuyện nhân duyên quả báo này Chúng ta chỉ cần quan sát tỉ mỉ một chút Sẽ thấy ở trong xã hội này có rất nhiều, rất nhiều Nơi nào cũng có thể nhìn thấy Chỉ là do chúng ta quá lơ là sơ ý mà thôi Đặc biệt là ở thời đại này hiện nay Trồng nhân thiện Được quả thiện Gieo nhân ác gặp ác báo Vô cùng vô cùng rõ rệt Hoàn toàn tương ưng với những gì Trên kinh địa tạng đã nói Không có mảy may sai chạy Chúng ta đối với bộ kinh này Cần phải nên đọc kỹ Tư duy thật sâu Y giáo phụng hành mới có thể được lợi ích chân thật mời xem kinh văn dưới đây phẩm thứ ba quán chúng sanh nghiệp duyên đây là đoạn lớn thứ hai ở trong bản kinh này đoạn lớn thứ nhất là hai phẩm trước thế tôn giới thiệu Bồ Tát Địa Tạng cho chúng ta để chúng ta nhận biết Bồ Tát Địa Tạng nhận biết vị thiện tri thức này nhận biết vị thầy này phần còn lại có ba phẩm Ba phẩm này Là nói rõ Những chúng sanh Được Bồ Tát Địa Tạng độ thoát Cũng chính là nói Những đối tượng Được Ngài giáo hóa Phật ở chỗ này Cũng nói cho chúng ta Rất rõ ràng Rất minh bạch Mời xem Kinh Văn Nhĩ thời Phật mẫu Ma Gia Phu Nhân Cung kính hiệp trưởng Vấn địa tạng Bồ Tát Ngôn Thánh giả diêm phù chúng sanh Tạo tác sai biệt Sở thọ báo ứng kỳ sự vân hạ Đây là mẫu thân Của Thích Ca Mâu Ni Phật là ma gia phu nhân ma gia phu nhân sau khi sanh thích ca bao ni phật vì phước báo này quá lớn nên đã sanh lên cõi trời đau lợi hưởng phước trời Người trong cõi nhân gian chúng ta nói Việc này không phải là việc tốt Tại vì sao sau khi sanh ra Phật rồi Không được mấy ngày thì mẹ qua đời Thích Ca Mâu Ni Phật được di mẫu tiếp nhận nuôi dưỡng khôn lớn. Mẹ ruột của Ngài giảng sanh chìa trời đau lợi để hưởng phước trời rồi. Người hiểu rõ chân tướng sự thật mới biết phước báo của mẫu thân Ngài rất lớn. Phàm phu mắt thường trong dân gian chúng ta nhìn thấy việc này thật bất hạnh. Cách nghĩ hoàn toàn là khác nhau. Một đời giáo hóa của Đức Thế Tôn Đến đây đã xong một đoạn rồi Người tiếp nhận được sự giáo hóa của Ngài Phía trước nói Bảy tám phần đều đã được đổ Còn lại một hai phần Tập khí nghiệp chướng rất nặng Lúc Phật còn tại thế Không thể được độ Sau khi Phật diệt độ Sẽ khiến cho những người này có tâm cảnh giác cao độ Sau đó những người này do đệ tử của Phật Độ hóa Nhân duyên được độ của mỗi người khác nhau Sau khi Phật giáo hóa chúng sanh được một giai đoạn Ngài tiếp nhận lời mời của vua trời Đao Lợi Mời Ngài đến cung trời Đao Lợi Thuyết pháp cho mẫu thân Việc này Thích Ca Mâu Ni Phật không thể từ chối Vì sao vậy? Tất cả chư Phật Trong khi giáo hóa chúng sanh đến cuối cùng Như định là báo đáp ân đức của mẹ Ở cung trời Đao Lợi Giảng kinh địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Dường như đây là phép tắc Nên Phật lên cung trời đau lợi Thuyết pháp cho mẹ Mà Gia phu nhân Cũng có trong pháp hội này Gặp được Bồ Tát Địa Tạng Do bà đến khải thỉnh Nói thật ra Ma Gia Phu Nhân cũng là Phật Bồ Tát quá hiện ra Cũng không phải người thông thường Vấn Địa Tạng Bồ Tát Ngôn Thánh Giả Ngài Địa Tạng là Bồ Tát Quả dị Đại Thánh Đẳng Giác Diêm Phù Chúng Sanh Ma Gia Phu Nhân là từ cõi Diêm Phù Đề Cõi Diêm Phù Đề chính là thế giới của chúng ta đây Từ thế giới chúng ta sanh về Cõi trời đau lợi Ở trời đau lợi Niệm niệm không quên cố hương tình này rất nặng rất sâu đặc biệt quan tâm đến những chúng sanh tạo nghiệp ở quê nhà tạo nghiệp sai biệt sở thọ báo ứng những sự việc này như thế nào xin bồ tát địa tạng khai thị cho Địa tạng đáp ngôn Thiên vạn thế giới Nãi cập quốc độ Hoặc hữu địa ngục hoặc vô địa ngục Hoặc hữu nữ nhân hoặc vô nữ nhân Hoặc hữu Phật Pháp hoặc vô Phật Pháp Nãi chí thanh văn bích chi Phật Diệt phục như thị Phi đảng địa ngục tội báo nhất đẳng Bồ Tát Địa Tạng trả lời Giống như là chẳng ăn nhập gì với câu hỏi này Vì sao vậy? Phạm vi mà Ma Gia Phu Nhân hỏi quá nhỏ Chỉ hỏi đến cõi diêm phù đề Chúng sanh ngoài cõi diêm phù đề rất nhiều Vô biên thế giới Ở trong đây có một ý ngầm Ngầm chỉ tâm lượng của chúng ta phải lớn phải bằng giới hư không pháp giới thì mới có thể diệt trừ tất cả chướng nạn. Tâm lượng nhỏ nhất định tạo thành chướng ngại. Người thế gian này tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, bạn thử nghĩ thật kỹ xem là do nguyên nhân gì? Đều là vì mình, vì cá nhân, vì gia đình, vì đoàn thể nhỏ của chúng ta mà tạo tội nghiệp vì một quốc gia thì quốc gia có xung đột với quốc gia khác phải đánh nhau nếu như tâm lượng của chúng ta mở rộng một chút là vì toàn thế giới thì sẽ loại bỏ hóa giải được sự tranh luận của quốc gia nhưng nếu chúng ta vì toàn thế giới thì hành tinh này của chúng ta tương lai sẽ có chiến tranh với hành tinh khác lại phiền phức rồi vẫn không có được an toàn. Tâm lượng mở rộng thêm nữa, chúng ta cũng bao gồm các gì sao khác, thì chiến tranh giữa các gì sao có thể được loại bỏ rồi. Đó là hàm nghĩa ở trên kinh văn này. Nếu như có thể giống như Phật Bồ Tát vậy, tâm lượng bao gồm cả hư không và các cõi nước, tất cả mọi sự ngăn cách hiểu lầm thấy đều loại bỏ thì tất cả chúng sanh mới có thể hưởng thụ được hòa bình vĩnh viễn. Tất cả chúng sanh, chúng sanh trong thập pháp giới đều có thể hỗ trợ hợp tác, đều có thể chung sống hòa thuận. Đây mới là biện pháp căn bản để giải quyết vấn đề. Từ đó cho thấy tâm lượng nhỏ là nguồn gốc của tất cả họa hại Nhất định phải mở rộng tâm lượng Tâm bao thái hư Lượng châu xa giới vốn dĩ tâm lượng nó là như vậy vốn dĩ xưa nay là như vậy Tâm lượng nhỏ là do bạn mê hoặc Không biết Không sáng tỏ chân tướng sự thật tạo thành Cho nên tâm lượng nhỏ vốn dĩ không có Tâm lượng lớn vốn dĩ có Đạo lý nó nằm ở chỗ này Một người hỏi một người đáp Là hiển thị ý nghĩa này ngay Bồ Tát địa tạng ngầm chỉ Tâm lượng của ma gia phu nhân Nên mở rộng ra Không nên chỉ quan tâm đến cõi diêm phù đệ Phải nên quan tâm đến tất cả chúng sanh khổ nạn Trong tận hư không khắp Pháp giới sự việc này, Maya phu nhân đâu có chuyện không biết, chỉ là giả bộ thôi. Chung quy là người thế gian, tình cảm rất nặng rất sâu, rất khó bu xả. Maya phu nhân trùng bạch Bồ Tát, thả nguyện văn ư diêm phù tội báo sở cảm ác thú. Bà vẫn cứ muốn hỏi. Chuyện của quê nhà Biểu hiện điều gì vậy? Biểu hiện có tình cảm Rất là sâu nặng Đối với khu vực cư trú của mình Đặc biệt từ bi Ma già phu nhân Cùng với địa tạng Mỗi người biểu hiện một vẻ Đều hay đều rất đặc sắc đặc biệt thương xót chúng ta những chúng sanh tạo tội hiện nay địa tạng đáp ngôn thánh mẫu duy nguyện thính thọ ngã thô thuyết chi không nhờ ma gia phu nhân nhiều lần thỉnh cầu thì bồ tát địa tạng chỉ nói tổng quát chứ không nói chi tiết nhiều lần thỉnh cầu nên bồ tát địa tạng đương nhiên phải thỏa mãn ý nguyện của ma giao phu nhân nên thật ra là thỏa mãn ý nguyện của chúng sanh chúng ta hiện nay mà nhà phu nhân thay chúng ta thỉnh pháp bồ tát địa tạng ở chỗ này nói ngã thô thuyết chi thô thuyết tức là lời nói hơi khó nghe lời dễ nghe là ngon ngọt lời ngọt ngào êm tai là lời dễ nghe thô ngôn chính là lời khó nghe vì sao vậy đều là nói tội lỗi đều là nói tội báo những lời này đều là lời thô ý nghĩa của thô tế là ở chỗ này phật mẫu bạch ngôn nguyện thánh giả thuyết đây là chính thức thỉnh cầu cái tôi muốn nghe chính là lời nói thô của ngài chính là muốn nghe lời này nhĩ thời địa tạng bồ tát bạch thánh mẫu ngôn nam diêm phù đề tội báo danh hiệu như thị từ trong những danh hiệu này chúng ta cần hiểu được ý nghĩa của nó Nhược hữu chúng sanh Bất hiếu phụ mẫu Hoặc chí sát hại Đương đọa vô gián địa ngục Thiên vạn ức kiếp cầu xuất vô kỳ Bồ Tát Địa Tạng nói Tội nặng đứng đầu Là bất hiếu với cha mẹ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Hiển thị cho chúng ta là Đạo Hiếu Bồ Tát Địa Tạng đời đời kiếp kiếp Thị hiện Phát thể nguyện sâu nặng Đều là gì báo ân cha mẹ Đều là gì tận hiếu mà pháp hoàng nguyện. Cho nên tội lỗi của bất hiếu là nặng đứng đầu. Ý nghĩa của hiếu sâu vô cùng. Pháp sư Thanh Lương là người trước tác địa tạng kinh khoa chú ông là người thời tiền thanh năm khang hy ông trước tác bản chú giải này đã trích dẫn rất nhiều kinh luận là bản chú giải hay nhất trong các bản kinh địa tạng chú giải nếu chúng ta muốn báo ân thì cần phải lưu thông bản chú giải này bản chú giải này tốt nhất là in mới trở lại bởi vì bản cũ sao chép rất nhiều lần nên chữ cũng đã mờ đi nhiều rồi tôi giảng kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện tuy không có hoàn toàn dựa theo chú giải của ông để giảng nhưng chú giải của ông tôi đọc rất kỹ tôi đọc rất nghiêm túc ông ở chỗ này đã nêu ra cho chúng ta thấy trong chánh pháp niệm kinh phật nói có bốn loại ân bốn loại ân có báo đền bốn loại ân loại thứ nhất là ân mẹ thứ hai là ân cha thứ ba là ân như lai thứ tư là ân thầy thuyết pháp. Là pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Bốn loại ân này khó báo đền. Bốn loại ân này đều rất lớn. Cha mẹ thân này của chúng ta có được từ cha mẹ. Pháp thân huệ mạng của chúng ta có được từ Như Lai khi như lai không còn ở đời chúng ta làm sao có được đây chúng ta có được từ chỗ pháp sư thuyết pháp trưởng dưỡng pháp thân huệ mạng phật ở trên kinh nói cúng dường bốn loại người này được phước vô lượng hiện tiền nhất định được mọi người tán thán tương lai có thể được vô thượng bồ đề làm sao có thể vong ân bội nghĩa được chứ cho nên học phật bắt đầu học từ đâu bắt đầu học từ hiếu thảo cha mẹ tôn kính thầy tổ dùng nền tảng hiếu thảo cha mẹ tôn kính thầy tổ phát huy rộng ra là có thể hiếu thuận với tất cả chúng sanh. Tôn kính đại chúng xã hội Bạn có thể yêu cha mẹ, yêu thầy tổ Thì tự nhiên sẽ yêu quốc gia, yêu chúng sanh đây là đạo lý nhất định. Cho nên bất hiếu với cha mẹ đây là tội nặng đứng đầu trong tất cả tội nghiệp. Đương nhiên phải đọa địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián phần sau sẽ có giới thiệu. Loại tội lớn thứ hai Chính là bất kính tam bảo Điều phía trước này là đạo hiếu Điều thứ hai là đạo đối với Thầy Nhược hữu chúng sanh Xuất Phật thân huyết Hủy bán tam bảo Bất kính tôn kinh Diệt đương đọa ư vô gián địa ngục Thiên vạn ức kiếp cầu xuất vô kỳ cái gì phải nhớ kỹ thời gian đó rất dài ngàn dạng ức kiếp tạo tác tội nghiệp nó thật ra vô cùng vô cùng dễ dàng trong thời gian cực ngắn có thể tạo tác tội nghiệp nhưng tương lai thọ khổ báo rất là khủng khiếp bồ tát địa tạng hết lòng hết giả đem chân tướng sự thật nói ra cho chúng ta như thế này có ai tin người bình thường đọc kinh này cho rằng thế nào đây là phật giáo khuyên người làm thiện thôi mà nên nói ra những lời này để hù dọa người khuyên người đừng làm việc xấu họ không tin là như vậy không cho rằng nó là thật Cho nên tin kinh này gọi là Chúng sanh ưa ngành khó giáo hóa Tự cho là đúng Chứ đâu có biết Đây là chân tướng sự thật Xuất Phật thân huyết Công án này Là phát xuất từ đề Bà Đạt Đa lúc phật còn tại thế vì thế phật đã tạo nên rất nhiều hình ảnh tốt của việc tu học cho người đời sau chúng ta xem chúng ta phải nhớ kỹ phải học tập này mà đạt đa là học trò của phật phản thầy nghịch đạo tương lai bản thân các bạn làm pháp sư các bạn cũng có học trò học trò các bạn phản bội bạn rồi có gì nghiêm trọng chứ Học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật Chẳng phải cũng phản bội Ngài sao Đây là thị hiện cho chúng ta xem Trong nhóm học trò Có học trò tốt biết nghe lời Cũng có học trò xấu Phản bội Thầy Phật đều làm nên tấm gương để cho chúng ta xem. Chúng ta phải rõ ràng, phải minh bạch. Học trò tốt, chúng ta phải quan tâm họ Học trò phản bội, chúng ta tuyệt đối không oán trách họ Tuyệt đối không được có một mảy may tâm oán hận Họ phản bội ta, họ phỉ bán ta Thậm chí là hãm hại ta Đều không nên để ở trong tâm Xem như chẳng có việc gì mỗi cái đều có nhân duyên của nó vĩnh viễn gìn giữ tâm địa thanh tịnh bình đẳng từ bi đây mới gọi là học phật phật dùng tâm thái gì đối xử với đề bà đạt đa chúng ta cần phải nên học nhất định không nên ôm hận để ở trong lòng thế thì sai rồi bạn chính là phàm phu không phải phật bồ tát phật bồ tát đối với tất cả chúng sanh thân hay oán gì cũng bình đẳng bạn thì không bình đẳng rồi đề bà đạt đa muốn làm tổn thương phật vào thời đó dùng những phương pháp này Biết được Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày Đi vào thành xá vệ để đi bác Trên đường Có đi ngang qua nơi Có vách núi Ngài phải đi qua dưới đó Đề mà Đạt Đa liền ở trên vách núi Đã chuẩn bị đá to Thấy Thích Ca Mâu Ni Phật Đi ngang qua dưới đó Thì xô đá xuống Để mưu hại Phật Khởi cái tâm ác này Làm sự việc này Phước báo của Phật rất lớn Không ai có thể hại được Phật có thần Kim Cang hộ Pháp Khi sâu đá xuống Thì thần Kim Cang cầm gậy hàng ma Đập đá nát vụng Sau khi đập nát Thì có một mảnh vỡ Trúng vào chân Phật Chảy máu Làm cho thân Phật chảy máu đây là rắp tâm hại Phật Ông ta Xúi dục vương tử a xà thế Khuyên vương tử Làm chuyện Theo cách nói hiện nay Gọi là xóa ngôi Hãy vua cha Để lên làm quốc dương Còn đề bà Đạt Đa Muốn hại chết Phật Để ông ta làm Phật Hai người họ bàn chuyện xong rồi Ông làm vua mới Còn tôi thì làm Phật mới Chúng ta ra giáo hóa chúng sanh Thống lĩnh đại chúng Tạo loại tội nghiệp này Để bà Đạt Đa Đời đời kiếp kiếp Phải bị Lõa vào địa ngục Đây là nói Bất kính tam bảo Nêu ra thí dụ này để nói nếu cái thí dụ này để nói dùng ý rất sâu Bảo chúng ta Đối với tất cả người hữu tâm hoặc vô ý Tổn hại chúng ta Chúng ta phải đối xử với họ Giống như Phật vậy Vẫn cứ là từ bi thương xót Không có một chút oán hận nào Chúng ta mới được thọ dụng chân thật của Phật Pháp Hủy bán tam bảo Tam bảo là Phật Pháp Tăng Tam Bảo Bịa đặt sinh sự phỉ bán Bất kính tôn kinh Đây là kinh điển Đặc biệt chỉ ra Pháp Bảo Đối với kinh điển không tôn kính Không xem trọng Tại vì sao chúng ta hiện nay in kinh Nhất định phải in cho thật tốt Bất luận là in ấn giấy đóng sách đều phải thật tinh tế là tôn trọng pháp bảo khiến tất cả chúng sanh nhìn thấy sách này họ liền sanh tâm yêu quý không đến nỗi làm hư hại nếu như tùy tiện in rất sơ sài mọi người nhìn thấy không sanh tâm tôn kính thường dứt bỏ tùy tiện làm hại kinh điển chúng ta không phải là khiến cho người ta có cơ hội tạo tác tội nghiệp hay sao vậy là sai lầm cho nên in kinh sách nhất định phải tinh tế không nên để người khác có cơ hội tạo tác tội nghiệp tâm này chính là tâm từ bi đây là bất kính tam bảo không biết tôn sư trọng đạo vậy là đọa địa ngục đặc biệt là ở thời đại này người biết báo ân đã quá ít quá ít chúng ta cần đầy sướng đầy sướng nhất định phải làm nên tấm gương để cho mọi người xem nói miệng thì không được sức mạnh khuyến hóa quá nhỏ tôi báo ân lão sư tôi xây dựng thư viện ở đại lục tiên sinh phương đông mỹ là người huyện đồng thành tỉnh an huy nên tôi xây ở đó một thư viện tiên sinh đông mỹ làm kỷ niệm tôi ở quê hương tôi hiện nay đã xây dựng thư viện hoa tạng là để kỷ niệm hàng quán trưởng hàng quán trưởng tương lai nếu tôi có cơ hội sẽ xây dựng một thư viện hoa tạng tại quê hương của bà tôi tại huyện tế nam tỉnh sơn đông hiện nay đang thảo luận sẽ xây dựng thư viện từ quan làm kỷ niệm lý lão sư tôi đã ở thư viện từ quan 10 năm phải thật làm không làm không được có một vị đồng tu hỏi thế thì đại sư chương gia thì sao được rồi mọi người đều nghĩ đến rồi tôi sẽ xây dựng thư viện chương gia đại sư tôi suy nghĩ xây nơi nào tốt vậy đại học nội mông cổ ở trong Đại học Nội Mông Cổ xây dựng một ngôi thư viện Đại sư chương Gia. Tôi nhất định sẽ làm được. Phải có biểu hiện cụ thể đánh thức mọi người tri ân, báo ân. Nếu như mọi người đều có tâm báo ân thì xã hội chúng ta sẽ vui vẻ hòa thuận. Có lợi ích rất lớn. Lợi ích công đức chân thật đối với quốc gia xã hội Người không biết ân Vong ân bội nghĩa Thì xã hội này có nguy hiểm hay không Đây là vô cùng đáng tiếc Nhất định phải nghiêm túc làm từ Bản thân chúng ta Đây chính là hoàng pháp lợi sanh Đây mới là chân thật học Phật Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ dẫn đến chỗ này A-di-đà-phật